Ất Hợi 22 tuổi, âm nam, sinh từ 31 tháng 1 1995 đến 18 tháng 2 1996, tướng tinh con yêu, dòng xích đế cô quạnh, mạng sơn đầu hỏa lửa trên núi, sao thái bạch, hao tổn ốm đau, hạn thiên tinh rối rắm và tranh chấp, vận niên, long ngộ vân rồng gặp mây, thiên can là Ất gặp bính khắc nhập hao tổn, địa chi là gặp thân sinh nhập có lợi, xuất hành ngày mùng 1 Tết từ 5 giờ đến 7 giờ sáng giờ địa phương, đi về hướng đông nam để đón thần tài. Màu sắc là hợp màu xanh, màu đỏ, kỵ màu đen, màu vàng. Quý anh tuổi Hợi là người thông minh, trung hậu, cư xử có nghĩa có tình, nặng nề tinh thần hơn vật chất, đa phần vào đời hai bàn tay trắng, khó tránh khỏi khó khăn. Với tuổi mạng tương khắc công danh và sự nghiệp, nhiều phen trao đảo, đường tình duyên cũng không được ấm êm, ngoại trừ xanh thuận xuân hạ và ban đêm, và có người tốt số, cuộc đời gặp nhiều may mắn, danh lộc cao thăng, gia đình hạnh phúc. Nghịch xanh lỗi số, vất vả và gian nan, tha phương trôi nổi, nhờ quý anh là người thông minh, công việc chỉ nhìn qua là làm được, nên tiền bạc không thiếu, nhưng thiếu về tình cảm và tinh thần. Đặc biệt quý anh là người coi trọng ân nghĩa và đi vào hậu vận, sự việc tăng cao, nhiều người giúp đỡ, gia đình hạnh phúc, càng lớn tuổi càng an nhàn. Sự nghiệp năm nay quý anh gặp sao thái bạch chiếu mạng, có việc lo buồn, tiền bạc tổn hao, sức khỏe không tốt. Sao thái bạch thuộc hành kim, đối với quý anh mạng hỏa, mọi việc không thuận nên cũng dễ vượt qua. Với hạn thiên tinh rối rắm về hồ sơ giấy tờ, quan hệ dễ sinh ra tranh chấp. Về việc tứ trụ với thiên ngư, địa lợi, công việc hay học hành không được như ý, có thể bị gián đoạn hay trở ngại khó khăn mà ý muốn không thành. Gia đình tình cảm có nhiều niềm vui, sức khỏe tốt, tài lộc đầy đủ, vận niên long ngộ vân rất tốt, có cho tuổi trẻ công việc đổi thay, có cơ hội phát huy khả năng. Vận niên này cũng báo hiệu công danh sự nghiệp chưa ổn định nhưng có phần đi lên. Nếu còn đi học có thể được chuyển trường, chuyển lớp hay du học. Phối hợp với các yếu tố trên, đúng về mặt ngũ hành để luận giải, năm nay can đính thuộc dương, ngũ hành hợp thủy, trung vận là thái vũ, thủy vận là thái quá. Đối với quý anh mạng hỏa gặp thủy hoàn toàn bất lợi, công việc gặp nhiều cản trở khó khăn, tinh thần nhiều lo lắng, sức khỏe bất lợi. Vào khoảng giữa năm thủy vận thái quá, quý anh càng nên dè dặt hơn trong các mối quan hệ, không nên tính chuyện sớm. Sao hạn sinh nhiều rối ren, tranh chấp rối rắm về giấy tờ được vận nên rất tốt, phù hợp với tuổi trẻ. Quý anh có cơ hội đi xa làm việc hay học hành phù hợp với ý thích và khả năng. Tuy nhiên đây là năm không gặp thời, cuộc sống có nhiều thay đổi, bùng lên lập bè lập nhóm làm việc ngoài vòng pháp luật, có thể lâm vào vòng tù tội. Có thể nói đây là năm nhiều biến động, phù hợp với quý anh. Nếu luôn giữ đường ngay nẻo thẳng trong việc xây dựng tương lai, vẫn có cơ hội thăng tiến. Một năm tốt hay xấu là do quý anh tự quyết định. Xét về tử vi tiểu vận, đi vào vượng địa có lợi cho danh lộc sức khỏe, đồng thời có khả năng ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây nên. Đại hạn 10 năm từ 14 đến 23 tuổi, có nhiều vất vả, ốm đau, tình cảm không thuận. Tiểu hạn tuy vào vượng địa nhưng chịu ảnh hưởng xấu của đại hạn, khó tránh khỏi khó khăn, thành quả không được bền vững. Cung tiểu hạn có thanh long tọa thủ, cuộc sống nhiều đổi thay, nếu đi học thì sẽ được chuyển trường chuyển lớp hay du học phương xa, nếu đi làm cũng không yên một ngành một chỗ. Quý anh có cơ hội lựa chọn ngành nghề nơi chốn thích hợp và có cơ hội thăng tiến. Đồng cũng có tang, bệnh đà là những sao xấu, bệnh hoạn, buồn phiền và những tác nhân gây cản trở con đường tiến thân. Dù có cơ hội tốt cũng khó tạo được thành quả tốt, mọi việc nên cẩn thận. Hội chiếu có thiên đồng phúc đức, nếu có cơ hội nên đi xa, sẽ được nhiều người giúp đỡ hay gặp may mắn có lợi hơn ở nhà. Hạn có tham lam ngộ, không nên khởi nhiều ham muốn, hưởng thụ đã không thỏa lòng, gặp nhiều hư hại như tai nạn bệnh hoạn. Cung mệnh có thiên đức phúc đức, nên giữ tâm ý thiện lành, càng có tâm tưởng tốt càng gặp nhiều may mắn, cuộc sống tốt đẹp hơn, nhiều việc như ý, gặp hung hóa kết. Đây là năm có nhiều biến động và bản thân dễ bị ốm đau, nhưng mệnh có hai phúc đáo nhập đem lại nhiều may lành, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn hóa giải các việc xấu
rất có lợi cho việc tiến thân của quý anh, bản thân nên sống ngay lành và đừng khởi nhiều ham muốn thái quá trong cuộc sống, vẫn có phần đi lên. Về tình cảm năm nay, môi trường đầy biến động, tình cảm cũng khó yên, nếu đã lập gia đình là quá sớm, khó tránh khỏi rối ren, nhưng cũng có nhiều niềm vui, vợ chồng có nhiều cơ hội đi xa, dù có tốn bao nhiêu vẫn được bù đắp. Hạn có điều đừng quá ham vui, có thể mang tai tiếng người thân trách móc ngăn cản, quan hệ bạn bè cũng có những bất đồng, nếu có những cuộc đi chơi chung càng nên cẩn thận, có thể xảy ra bất hòa. Đối với quý anh độc thân năm nay, đào hoa ngộ thiên không, tình có cũng như không, đối với tuổi còn quá trẻ nên quan tâm đến việc xây dựng tương lai hơn là đắm chìm trong tình cảm, quan hệ bạn bè nên cẩn thận, có thể xảy ra nhiều chuyện bất hòa vì bất đồng quan điểm dẫn đến tranh chấp đôi co. Nếu muốn lập gia đình năm nay không có gì nên kiêng kỵ, nhưng không nên lập gia đình sớm. Hơn nữa công danh tài lộc đang gặp nhiều khó khăn, nếu biết lo cho tương lai đừng nên cử hành hôn lễ. Quý anh hợp với các tuổi Đinh Sửu 20 tuổi, Canh Thìn 17 tuổi, Giáp Tuất 23 tuổi, khắc kỵ với tuổi Mậu Dần 19 tuổi, Nhâm Thân 25 tuổi, Ất Hợi đồng tuổi, khai trương hoặc nhận việc xuất hành nên chọn giờ chẵn tháng chẵn, mọi việc đều thuận lợi hơn. Về sức khỏe năm nay ngũ hành bất lợi, sức khỏe bất an, với bệnh tọa dễ bị nhiễm cảm trong thời tiết giao mùa và cần theo dõi các bệnh về đường khí quản, tim mạch, lái xe cẩn thận. Bổn mạng vững vàng, Ất Hợi mạng hỏa, quý anh thông minh ngay thẳng, công danh có phần thuận xanh xuân hạ, sớm thân gia đình sự nghiệp dần dần đi lên, nghịch sang duyên nợ khó bền, gia đình rối rắm chậm nên cửa nhà, tiền vận cuộc sống an hòa, trung niên là phúc ngụ hoa chóng tàn, tha phương tái tạo gia đàng, hậu lai bền vững giàu sang tuổi già, bính thân cố gắng vượt qua, làm lành lánh dữ mới là người khôn. Những điểm đặc biệt trong năm về mùa xuân tháng riêng và tháng 2 công việc thuận lợi, tình cảm tốt, nhiều niềm vui. Tháng 3 công việc tiền kiếp hậu chung, phòng bệnh nạn. Về mùa hạ tháng 4 và tháng 5 nhiều việc hao tổn, không nên khởi nhiều ham muốn, dễ bị gọi là tháng 6 kiếp hậu hung, phòng bệnh nạn. Tháng 7 và tháng 8 có dịp đi xa, cố gắng sẽ thành công, ốm đau nhưng mau bình phục. Tháng 9 tài lộc kém, ý muốn thực hiện về mùa đông. Tháng 10, tháng 11 rối rắm vì tranh chấp, tình cảm không thuận, nhiều việc lo lắng. Tháng 12 việc khó, có người giúp tình trạng đổi thay tốt hơn. Cúng sao giải hạn hàng tháng vào lúc 9 giờ tối ngày 15 âm lịch, dùng 8 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật, quay mặt về hướng Tây mà cấn.